video mới của em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh với lại là xem chia sẻ những cái video của em ha. Thì hôm nay em sẽ phân biệt cái củ bình vôi của miền Trung và củ bình vôi của miền Bắc. Chứ còn miền Nam là gần như là không có cái cây này đâu. Thì cái củ bình vôi của miền Trung này, các bạn xem kỹ nè, những cái da của nó láng nè, cái da của nó láng và cái lá của nó có cái viền viền trắng này nè. Đây nó có những cái viền trắng như vậy đó, thì cái lá nó hơi đậm một xíu, màu hơi đậm. Còn cái củ của miền Bắc, củ của miền Bắc này, cái lá rất là to và nó không có cái vân này, cái vân lá nó không có này. Về nếu như mà về tính theo cái giá trị dược liệu á, thì củ bình vôi của miền Bắc á thì sẽ có giá trị dược liệu cao hơn củ bình vôi của miền Trung, bởi vì nó tính theo cái kiểu như là thiên thời địa lợi nhân hòa gì đó. Thì ở ngoài đó cái khí hậu thời tiết ngoài nó được chia rõ ràng ra bốn mùa, xuân hạ thu đông, cho nên là khi mà cái cây nó hấp thụ được cái các yếu tố của thời tiết các thứ thì cái khả năng dược liệu của nó sẽ cao hơn. Và cái khi mà các bạn không tin á, thì các bạn có thể ngắt cái lá của cái củ bình vôi của miền Bắc á, thì nó sẽ nặng mùi hơn là cái củ bình vôi của miền Trung ha. Thì cái củ bình vôi của miền Trung á, nó có vị thuốc nó, nhưng mà cái vị của nó rất là nhẹ, rất là thoảng, chứ không có nặng mùi như là của miền Bắc đó. Thì khi mà các bạn làm dược liệu thì các bạn có thể lấy tìm các nguồn ở ngoài Bắc mua làm dược liệu, nó sẽ hợp lý hơn là miền Trung ha. Còn mà nếu như mà các bạn liên hệ tới những củ bình vôi ở miền Trung thì theo mình á, thì chơi cảnh là hợp lý nhất, bởi vì cái lá của nó rất là đẹp ha. Này, đây cũng là một cái củ của miền Trung này đó. Thì củ bình vôi của miền Trung á, thì nó cũng có hai dạng lá, một dạng lá tròn, một dạng lá tim ha. Nhưng mà ở đây này, cái này nó hơi tim này, hơi tim này đó. Thì ít bữa nữa mình vô tình mình có kiếm được cái cây nào mà lá tròn thì mình sẽ quay video cho các bạn xem ha. Chứ còn bây giờ thì nó chỉ chưa kiếm ra vườn của mình à. Rồi sau đây mình sẽ dắt các bạn đi xem cái vườn của mình ở cái chỗ mà mình ươm hạt, mình sản xuất củ cho các bạn xem ha. Đây mọi người, đây là cái khu vườn củ bình vôi của em ở Bình Định. Em hiện tại thì em đã mua lại của những người khai thác và em nhân giống ha. Khi mà cái có cái video mà em hướng dẫn mọi người là nhân giống củ bình vôi đó, thì mọi người có thể xem lại. Đây là cái khu vườn củ bình vôi của em đó. Này thì em mới vừa sửa sang lại hồi trước là em vứt lăng vứt lóc tùm lum hết, rồi bây giờ em gom hết về một điểm. Có những củ rất là đẹp đây nha mọi người. Này, củ hình quả tim này đó, khuyết. Thì sắp tới thời gian ấy, thì em sẽ có nhiều thời gian hơn, thì em sẽ ổn định lại và làm nhiều cái mẫu bonsai kiểu như này. Cũng không phải là bonsai gì đâu, cái này thì nó rất là dễ, bởi vì mình mua cái củ về thì nó hình như thế nào là nó y như thế nó rồi. Và có những củ cái thế nó độc thì mình trồng ra thì nó đẹp thôi ha. Cái củ này rất là độc. Chơi cái này cũng rất là vui nha các bạn. Nó rất là nhiều củ thế quái, thế dị, hình tròn cao, rồi tùm lum các thứ hết. Mình có thể trải nghiệm được nhiều hơn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ấn nút